chào anh em nhá. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi sửa cái wifi phụ nó bị hỏng. Đối với cái wifi phụ nó bị hỏng thì anh em cần chuẩn bị những cái thứ như sau. Tại sao lại biết là khách hàng cái wifi phụ bị hỏng? Bởi vì khách hàng lúc mà gọi cho khách hàng ấy để hỏi cái tình trạng về cái wifi ấy, khách hàng bảo là modem nó bị lỗi. Nhà chính thì khách hàng vẫn dùng bình thường. Khách hàng vẫn dùng bình thường anh em nhé. Nhưng mà cái nhà phụ là nó bị hỏng. Và anh em phải chuẩn bị những công cụ như sau. Thứ nhất là một cái modem chính là ứng cứu thông tin. Cái này nó rất có thể nó cái tỷ lệ nó nhỏ thôi, nhưng mà anh em vẫn phải nên cầm đi. Là nó bị lỗi cái cổng LAN. Modem chính là bị lỗi cổng LAN anh em nhé. Cái thứ hai nữa là do dây từ modem chính đến modem phụ nó gặp vấn đề về đứt sợi. À, nó cũng sẽ không thông được cái tín hiệu sang bên modem phụ. Tiếp theo nữa là hỏng cái nguồn hoặc là hỏng wifi của wifi phụ. Đấy là ba cái đấy là anh em phải chuẩn bị sẵn để mình đến để mình kiểm tra. Bởi vì bản chất là khách hàng không biết và cũng không thể kiểm tra được là nó bị tình trạng như nào. Cho nên anh em phải cần mang đủ những cái công cụ dụng cụ vừa mới nói ở trên để anh em xử lý cho khách hàng. Thêm nữa là anh em cũng phải chuẩn bị những cái như kiểu hạt di này. Lỡ có bị đứt dây thì anh em dùng hạt di để anh em thay lại dây để anh em bấm lại. Đây là những cái thứ mà quan trọng để anh em có thể xử lý một cái hệ thống mạng LAN. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào để kiểm tra xem nó bị như nào các bác nhé. Đây là đường đi vào nhà khách hàng này. À, buổi chiều nay có 1-2 sự cố, nhưng mà có sự cố mái ở trong này cách đến tận hơn 30 cây số ấy, đi ra đi vào 60 cây, đi vào trong này phải mất mấy hơn tiếng đồng hồ các bác. Đi vào trong này thì nhiều rừng cây nó mát mẻ thôi, ở trong này cũng khá là nhiều thuê bao, tầm 200 thuê bao một xã. Ui, đợt này thì chắc phải 300 thuê bao rồi đó. Bởi vì có cái đợt trước là lắp hộ nghèo, lắp wifi công ích thì cứ hộ nghèo, họ cận nghèo là được lắp hết. Cho nên là bây giờ dịch vụ lên khá là nhiều. Bây giờ sẽ đi vào các bác nhá. Tí nữa sẽ quay tiếp video thôi. Khu này thì kéo mấy cái thuê bao ở đây rất là khó khăn đó bác, bởi vì đi qua mấy cái cây tre này khá là vất vả. Ở cái hai cái tủ cáp này nó cách nhau rất là xa. Hai tủ cáp này cách nhau phải 500m đấy các bạn. 500m. Khả năng phải hơn 500m nữa. Dây nó bị rụng xuống dưới này. Những lời này cho em. Đây là nhà khách hàng đấy các bạn. Alo. Em à, em vào số em ra nhà chị thôi chị. Đang vào, không thấy có ai nhà. Em có mở cửa mà vào đi, bà trong phòng ấy, bà chắc là bà mày ngủ, em có mở cửa mà vào đi nhá. Không có gì đâu. Vâng. Sao lại em kèm, cả nhà bên kia cũng thế, có mở cửa mà vào nhá. Thế để vàng mấy cây vàng trong nhà lại, thế mất mấy thì. Mấy cây vàng em cứ tự nhiên đi, cái túi to của em cứ đựng vào, phải yên tâm. Nhá. Dạ. Nghĩ vâng. Thank you.
127. Đây các bạn, ôi giời, nó bị tụt ở đây này. Không biết phải bị tụt ở đây không nữa. Cái đầu dây mạng đây thì nó bấm là 1, 2, 3, 6. Không thấy sáng. Nào, anh cầm ta lại cái wifi. Bị tình cảnh chưa? Mất một sợi nhỏ. Ở trên này chó nó hay cắn lắm. Đợt trước phải nối một lần ở đây. Đây. Nối đây này. Mất một sợi thứ hai. Đây cũng nối một lần này. Đây nối hai lần dây. Đây, mất mẹ sợi này. Alo. Vâng.
Chưa. Bye bác. Cao quá à? Hay mẹ hà xuống mắt hà bao nhiêu lần đó? Vâng. Đứt mất anh ạ. Cái dây lan này nó cũng nối như kiểu dây điện thôi, nó tương tự như dây điện cho nên anh em cứ nối đúng màu vào là được. Bảo thay dây mấy lần rồi đấy, khách hàng không thay. Tiết kiệm. Đây anh em nối đúng màu vào là được. Ui, nhầm màu vào. Nhầm màu. Dây lan xịn thì 7-8 nghìn một mét. Ở đây á. Ở đây khoảng độ tầm 30 mét, 35, 15, à 37, 21 chứ. 2.1. Ở đây là đợt trước là bị nối như này là bị chó cắn không ạ? Chó cắn cho mấy phát.
Alo. Vâng. Xin gọi nó ăn cho em. Chưa ăn à? Có mà. Mật khẩu đấy chị ơi. Ăn hả? Ờ ok. Nghe anh ơi. Vâng. Mất mạng rồi anh. Và đàn em qua. Đây anh em nha. Nó bị mỗi cái là dây lan nó bị lỗi rồi. Mình qua mình nối lại cho khách hàng. Cái cây này nó bị trùng đấy các bạn. Đại ca nó kéo dây này. Trùng xuống hết rồi. Đây là nguyên nhân chính của nó là nó bị đứt dây các bác nhá. Cái dây này thì mình nối nhiều dây điện thôi, không vấn đề gì cả. Còn nếu mà nối nhiều quá thì các bác thay dây cho em cái dây nhá. Nối lại mất thời gian lắm. Đấy là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta đi xử lý và kiểm tra cái dây mạng lan nó bị lỗi. Xin chào các bác nhá. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhé.